Sáng nay 14 tháng 7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các bị cáo Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu, cục hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị từ 7 năm tù đến 9 năm tù về tội buôn lậu. Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị từ 15 đến 17 năm tù. Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 15 năm tù về cùng tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 24 tháng tù treo đến 18 năm tù. Bản luận tội nêu rõ, để việc buôn lậu xăng trên biển được thuận lợi, không bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn để mua chuộc, hối lộ các cán bộ cấp cao trong lực lượng quân đội và công an để những người này giúp đỡ, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Hữu. Trong đó, Nguyễn Thế Anh đã nhận hối lộ của Hữu với số tiền 6,2 tỷ đồng và 560.000 đô la Mỹ. Lê Văn Minh nhận 6,9 tỷ đồng, Nguyễn Văn Hùng nhận hơn 6,3 tỷ đồng, Lê Xuân Thanh nhận 1,8 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Lâm nhận hơn 1,3 tỷ đồng, Phạm Văn Trên nhận 1 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.